형용사라든 từ như các bạn apuda, bapuda, manta, jota. Thế thì ở đây mình sẽ căn cứ vào tính từ có bạch chim hay không có bạch chim khá giống với định ngữ, nên cách dùng cũng giống, chỉ khác là thêm cọc cả thà này vô thôi, đúng không? Apu, apuda, bỏ tà đi, đưa niên xuống dưới. Bapu, bỏ tà đi, đưa niên xuống dưới. Và chúng ta được là bapun cọc cả thà apun cọc cả thà. Còn tính từ mà có bạch chim thì sao? Mình dùng in, in ha. 좋은 것 같아요. 맞는 것 같아요. Được chưa nào? Đó là cách dùng. Còn với những tính từ có biết thì sao? Cũng giống như những cái ngữ pháp mà chúng ta đã học. Thì biết cũng biến thành u. Và chúng ta gắn ni in xuống dưới ha. 추운 것 같아요. 어려운 것 같아요. Đuôi dùng đuôi xin thì sao? 추운 것 같습니다. 어려운 것 같습니다. Chữ 쉽다, các bạn nhớ chữ 쉽다 không? Tính từ dễ, 쉽다. Trái nghĩa với 어렵다 là 쉽다, là dễ ha. Thì 쉽다 này có biết hay không nào? Có biết là bạch chim. Thế thì chữ biết là bạch chim thì chúng ta biến đổi biết thành u và chúng ta được là 쉬운, đúng không? 쉬운 것 같습니다. Hoặc là 쉬운 ra các bạn có cách thay ô à, tùy vào cái vị tố kết thúc câu mà các bạn muốn dùng thôi, được chưa? Còn hai chữ này lúc nãy chúng ta cũng đã từng gặp hai bạn này rồi, mồi tà là xa chế mít tà là thú vị đó ha, được chưa? Real bất quy tắc của chữ bạch chim real cũng biến mất và chúng ta gắn niên xuống dưới chúng ta được là mon có cách thay ô Chế à, mặc dù ở đây tính từ là phải dùng ư niên, nhưng riêng với những tính từ có bạch có ita mà shita chế mita thì nó phải dùng nin nha các bạn, phải dùng nin ha. Nên mình được là chế mi in nin của cả thầy mà xin nin của cả thầy, được chưa nào? Rồi